Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại trực thăng tấn công KMK-50 cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và một bình luận góp ý nếu có sai sót nha. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp cùng tìm hiểu sơ qua về tiểu sử mô hình này nha. KMK-50 cá mập đen, tiếng Nga, Chernaja Akula, tên ký hiệu của NATO. Hawker-A là loại trực thăng tấn công một chỗ ngồi của Nga, sử dụng hệ thống cánh quạt nâng đồng trục của vòng thiết kế KMK. Quá trình thiết kế của K-50 bắt đầu từ những năm 1980 và nó chính thức phục vụ trong quân đội Nga vào năm 1995. Nó được sản xuất bởi nhà máy tiến bộ tại Azerbaijan. Chức năng của máy bay này là trực thăng trinh sát trên tấn công vũ trang hạng nặng. Vào cuối thập niên 1990, KMK và Israel Aerospace Industries cũng hợp tác phát triển trực thăng K-502 chỗ ngồi mang tên KMK-502 Erdogan để tham gia cạnh tranh trong gói thầu bán trực thăng tấn công cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Một phiên bản hai chỗ ngồi khác là KMK-52 cá sấu, tiếng Nga, tên mã NATO, Hawker-B. Hiện nay, K-50 đã bị ngưng sản xuất và người Nga chuyển sang chế tạo trực thăng K-52. KMK-50/52 là loại trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống hai cánh quạt quay đồng trục và là trực thăng đầu tiên trên thế giới sử dụng ghế phóng thoát hiểm cho phi công. Lịch sử chiến đấu. K-50 tham chiến trong quân đội Nga trong cuộc chiến tranh Chechnya nhằm chống lại lực lượng ly khai tại vùng này. Hai chiếc trực thăng K-50 số hiệu 24 và 25 đã được đưa đến Chechnya vào tháng 12 năm 2000. Cùng với nó là trực thăng KMK-29 làm nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ xác định mục tiêu. Ngày 6 tháng 1 năm 2001, K-50 lần đầu tiên sử dụng vũ khí thực tham gia thực chiến. Vào ngày 9 tháng 1, tại lối vào ở một hẻm núi gần khu dân cư Kamsomorskoy, một trực thăng K-50 hỗ trợ bởi một trực thăng Mi-24 đã sử dụng tên lửa S-8 phá hủy một nhà kho chứa đạn dược của quân ly khai Chechnya. Ngày 6 tháng 2, một nhóm tác chiến gồm hai trực thăng K-50 và một trực thăng K-29 phát hiện ra một vị trí đóng quân của quân Chechnya nằm trong một vùng núi bao phủ bởi rừng ở phía nam làng Tenetorog, và từ khoảng cách 3 cây số đã dùng hai tên lửa dẫn hướng chính K-121VKHR để tiêu diệt mục tiêu. Ngày 14 tháng 2, một nhóm chiến đấu tương tự cũng thực hiện các nhiệm vụ tìm diệt ở vùng Oku và Hatun. Trong các điều kiện tác chiến khó khăn, phi công đã phát hiện và tiêu diệt 8 mục tiêu. Các hoạt động tác chiến này có thể coi là phép thử đối với thiết kế, hệ thống điện tử và vũ khí của K-50. Hoạt động hiệu quả của nó trong các điều kiện khó khăn, nhiều đồi núi cho thấy sự thành công của nhiều đặc tính thiết kế của K-50, ví dụ như khả năng di chuyển linh hoạt. K-50 đã thực hiện tổng cộng 49 phi vụ, số 24, 36, số 25, 13, bắn hơn 100 tên lửa không điều khiển trong tổng số 929 tên lửa, 69 loại đạn bác, 1.600 viên đạn và 3 tên lửa chống tăng dẫn hướng ghét kia. Các mục tiêu được tiêu diệt tương đối khá tốt. Nhìn chung kết quả hoạt động ban đầu của K-50 và K-29 trong thời gian đó được đánh giá là tích cực, với khả năng chiến đấu đã được chứng thực. Nên nhớ các trực thăng K-50 tại Chechnya đã tác chiến trong điều kiện thời tiết khó khăn và ở vùng cao nguyên, nhiều đồi núi, tầm nhìn hạn chế cộng với hệ thống phòng không của đối phương vẫn đang hoạt động. K-50 đã thể hiện độ tin cậy và hiệu năng cao, dễ bảo trì sửa chữa. Lực đẩy lớn, khả năng cơ động linh hoạt, khả năng thay đổi độ cao và hệ thống cánh quạt nâng đồng trục là một ưu thế của K-50 trong điều kiện đồi núi, với tầm nhìn hạn chế và gió thổi ngang rất mạnh. Thiết bị thoát hiểm cũng có tác động tích cực đến tâm lý của phi công, cộng thêm mức độ tự động hóa cao trong việc điều khiển bay đã làm giảm đáng kể căng thẳng của người lái. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển trọng tâm sang đầu tư xây dựng các phi đội Mil, Mi-28 làm trực thăng chủ lực cho quân đội, còn các phiên bản cải tiến của K-50 sẽ được sản xuất với số lượng vài chục chiếc để trang bị cho các lực lượng đặc biệt. Những thay đổi về địa chính trị và quân sự sau chiến tranh lạnh khiến các trực thăng chuyên về chống tăng ít có vai trò hơn. Mi-28 em với các ưu điểm như hoạt động tốt trong mọi thời tiết, chi phí rẻ và có nhiều điểm tương đồng với Mi-24 đã trở nên quan trọng. Vào năm 2003, các lãnh đạo không quân Nga đã tuyên bố K-50 và Mi-28 là hai loại trực thăng tấn công tiêu chuẩn của nước này. Năm 2005, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Yuri Nikolayevich-Baluzhetsky cũng tuyên bố K-50 và K-52 là trực thăng cần thiết cho các lực lượng đặc biệt, còn Mi-28M là trực thăng chính của quân đội. Việc sản xuất K-50 được tái khởi động vào năm 2006. Năm 2009, không quân Nga nhận được 3 đơn vị K-50 sản xuất từ những dàn khung còn xây dựng dang dở từ hồi giữa thập niên 1990. Tuy nhiên, việc sản xuất K-50 đã ngưng từ tháng 1 năm 2009, nhường chỗ cho kế hoạch sản xuất đại trà K-52. Chưa được rõ liệu K-50 đã tham gia các hoạt động thực chiến khác nào nữa không, nhưng nó đã tham gia một số đợt diễn tập
bao gồm chiến dịch diễn tập biên cương 2004 tại vùng núi Hoa Dương Tiết ở Kyrgyzstan vào tháng 8 năm 2004. Trong buổi diễn tập đó, K-50 thể hiện khá tốt, có thể hoạt động ở độ cao lớn và nhiệt độ hơn 30 độ C. Một chiếc K-50 đã thực hiện nhiệm vụ yểm hộ cho một đợt đổ quân và đã xử lý tốt các mục tiêu trên mặt đất bằng đại bác và tên lửa. Theo thông cáo của Kamov, sau khi đánh giá các hoạt động của K-50, một số chỉnh sửa và nâng cấp đã được tích hợp cho trực thăng này, nhưng không rõ là nâng cấp như thế nào.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.